Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em theo trình này góp điện phơm nhận 6,25 tốc cần NFC nha tất cả anh em. Mỗi một ghép được không 1.25 tốc cần. Một tốc cần này chương trình này góp này nó sẽ phân phối vào ngày 30 tháng 11 nha tất cả anh em. Để tham gia giá các bạn click phần link mô tả của mình. Đầu tiên các bạn follow theo word nè. Và đi tiếp với ba người bạn nè. Rồi các bạn chờ nó đó. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Lót dự án. Chờ lót dự án chút nha các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên cái bài đã ghi nha các bạn. Các bạn like nó một cái nè. Rồi các bạn đi tiếp với comment nha các bạn. Rồi các bạn tăng ba người bạn của mình vào. Các bạn lưu ý tăng ba người bạn thường xuyên các bạn tăng nha các bạn. Các bạn tăng loạn xạ là bị phá hạt á. Hai người bạn, ba người bạn. Ba người bạn nè các bạn. Rồi bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Bạn bắt đắp lại các bạn copy cái đường link blog file của mình nha các bạn. Bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn sao chép cho Khang với Tâm nha các bạn. Một link form hồi nãy nha các bạn. À quay cái máy sao không ăn kỹ ta. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi là các bạn nhiệm vụ thứ hai là cái link tự quyết tăng ba người bạn. Các bạn cũng mở cái trang shader của mình ra nha tất cả các bạn. Rồi các bạn cũng qua bên L nè các bạn. Bạn lướt xuống các bạn cũng chia sẻ cái bài viết hồi nãy nha tất cả các bạn. Đâu cái bài nào tất cả, bài đầu tiên nữa các bạn. Rồi các bạn cũng sao chép đến thầy quên các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up lại. Các bạn cũng bắt vào chỗ cũ nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ follow minimum nữa ta bởi đồ file link. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube tiếp theo các bạn. Chờ nó chuyển đến trang YouTube nha tất cả các bạn. Mà nó không nói. Rồi mình lại bấm vào một join kênh trailer nữa, các bạn join vào luôn các bạn. Rồi các bạn mất up lên nè. Rồi các bạn trả lên phim tiếp tục các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh chim chat nè. Tưởng nó subscribe kênh YouTube không như cuộc hai kênh theo quên tất cả các bạn. Rồi các bạn welcome NFT phải không chat. Rồi các bạn join vào, các bạn nhấp vào Telegram này các bạn khớp vào setting nè. Các bạn copy username Telegram của mình cho cộng anh 113 này các bạn. Các bạn copy username Telegram của mấy bạn nha các bạn. Rồi các bạn điền là cho bot nè. Cộng anh 1133 này các bạn. Rồi các bạn follow minimum gỡ lại đường link và profile minimum. Rồi các bạn follow nha các bạn. Các bạn chạy xíu minimum lót cái. Rồi các bạn nhấp vào hình ba chữ gạch màu đen đen nha các bạn.
nói chuyện tất cả các bạn đến trang cá nhân của bạn, các bạn nhập vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào qua cho gạch trên đầu nè. Rồi các bạn bấm chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào khay nhớ tạm nè. Rồi các bạn chờ lại cho phơm các bạn. Rồi các bạn bắt đường link bờ lũ file minimum vào đây nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ với RC20 của mình với chút wallet Mesa wallet nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ giúp chút wallet ra, các bạn điền địa chỉ ETH vào nha các bạn. Con nhắc đến làm gì kịp hồng thôi nhé hết chung. Rồi các bạn mở địa chỉ với ETH của mình ra, các bạn bấm vào sao chép này nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nè. Rồi các bạn chờ. Bây giờ video nhấp không ăn các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi cái chữ gấp phơ này các bạn ghi giùm mình @anh1133, các bạn bấm gỡ gì được video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả này nha các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.